Âm thanh hay là âm thanh khi được nhiều quý khách hàng, nhiều khán giả nghe xong và đánh giá thì đánh giá âm thanh hay thì đó là âm thanh hay. Rồi thì mình sẽ không để mọi người chúng ta phải chờ lâu nữa. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay thì mình muốn làm là để giới thiệu tới mọi người một dòng sản phẩm mới. Thì dòng sản phẩm này hôm bữa thì anh Vũ anh đã có khui thùng và cũng đã có mổ bụng rồi mọi người. Mọi người đã thấy cái cụ bát trong đó này kia rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ test chi tiết cái chất âm của nó khi chúng ta ca nó như thế nào. Đó, thì hôm bữa thì cũng mới test sơ sơ qua thôi. Nói chung là cũng chưa thể là đánh giá một cách khách quan và thực tế được. Và hôm nay thì mình sẽ test lại và làm review thêm một chút để mọi người chúng ta sẽ nắm rõ hơn và nghe được chi tiết hơn đáp ứng của cái dòng sản phẩm mới này nó cho ra như thế nào mọi người ha. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút luôn. Thì đây là dòng KB4012. Thì công suất của nó đâu đó là 350W và tần số đáp ứng của nó là 80Hz cho lên tới là 120Hz. Thì với cái tần số đáp ứng như vậy thì cái khả năng để bù được cái dải tần số thấp, dải bát chắc chắn rằng là nó sẽ không thể đáp ứng được rồi mọi người. Khi mọi người sử dụng những cặp loa như thế này thì đòi hỏi mọi người chúng ta phải có thêm một chiếc súp nữa thì mới có thể sử dụng được. Còn nếu chúng ta sử dụng không thì chúng ta nghe nó rất là cứng vì nó không có, vì khả năng đáp ứng của nó chỉ có 80 trở lên thôi. Đó, cho nên là cái âm trầm đó thì nó không có thể ok được. Thì như vậy thì nó có phải là cái nhược điểm hay không? Nhược điểm nó sẽ liên quan đến nhiều vấn đề nữa. Ví dụ như cặp loa này, nhà hàng muốn làm để cho nó đáp ứng được tần số đâu đó là 50Hz trở lên rất là dễ mọi người, không có khó khăn gì đâu mọi người. Cho nên chúng ta đừng có quan trọng vấn đề tại vì cái tần số đáp tuyến của nó. Nhà hàng cố tình làm như vậy thì như bây giờ chúng ta muốn dùng thì chúng ta đòi hỏi phải có thêm một chiếc súp nữa thì chúng ta mới sử dụng được. Thì cái ưu biệt của nó thì nhà hàng muốn tập trung vào những cái dải mid low, dải mid và dải high để cải thiện được tốt hơn cái khả năng tái tạo được những cái tần số đó, nó tốt hơn, nó chân thật hơn. Đó, thay vì bây giờ là bắt nó phải làm việc là từ 50Hz trở lên, cho nên nhà hàng mới sẽ xác định là sản xuất nó với cái ý định của họ là chỉ muốn nó đáp ứng được từ 80Hz đến tới 120Hz thôi. Thì đối với mình thì vấn đề này, đối với bản thân mình nhá, thì nó không phải là vấn đề quan trọng. Bởi vì bây giờ mình xài súp rồi chứ mình không có cho full đánh súp đâu. Cho nên là vấn đề này đối với bản thân mình thì nó không phải là cái vấn đề. Mình sẽ nói chuyện sơ qua ngoài lề một xíu. Dòng KB 2012 mọi người thì hôm bữa mình đã có rap ở dưới Long An là 6 phòng karaoke. Thì nói chung là những cái dòng loa hãng mọi người khi chúng ta đưa vào phòng kinh doanh á thì cái chất âm của nó khá là ok, rất là tốt mọi người. Khi mà bắt đầu rap thì khách hàng yêu cầu là chỉ mong được là tầm 50% khi khách hàng tới hát ok thôi, chứ khách thì họ không có yêu cầu là gần 70 hoặc 80 đâu. Nhưng mà khi mình lắp xong, mình setup xong và mình nghe, mình trải nghiệm thử xong thì mình đảm bảo cho họ là 90% luôn. Và đúng như sự thật luôn. Khi anh gọi lên cho bên mình và anh kêu là đúng từ bữa giờ anh hoạt động là 2 tuần rồi mà chưa có một khách hàng nào đánh giá là không ok hết, thì mình cảm thấy rất là vui. Âm thanh như thế nào gọi là hay? Thì thực chất là cái vấn đề này rất khó để mà nói mọi người. Kể cả những cái hãng lớn này kia, người ta cũng không có thể nào người ta trả lời được âm thanh như thế nào là hay. Còn đối với bản thân mình sẽ trả lời cho mọi người biết là âm thanh hay là âm thanh khi được nhiều người ok thì đó gọi là âm thanh hay, chứ không có thể ai mà dám nói là âm thanh của tôi như thế này mới gọi là hay, âm thanh của hãng này mới gọi là hay, không có chuyện đó mọi người ha. Đó, âm thanh hay là âm thanh khi được nhiều quý khách hàng, nhiều khán giả nghe xong và đánh giá thì đánh giá âm thanh hay thì đó là âm thanh hay. Rồi thì mình sẽ không để mọi người chúng ta phải chờ lâu nữa. Quên, thì cái clip mà lắp 6 phòng kia mọi người thì mai mốt là hoàn thiện xong phần nội thất này kia rồi á, thì mình sẽ xuống quay thực tế và mình sẽ cho mọi người chúng ta nghe cái đánh giá của khách hàng để xem có đúng như mình nói hay không, thì cái đó nó sẽ khách quan hơn, nó sẽ ok hơn so với mình nói ở đây. Và thực chất khi mình làm clip như thế này á thì khách hàng ở dưới kia họ cũng xem và họ cũng biết được, mình không có nói xạo đâu mọi người ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ mời mọi người chúng ta nghe thử và trải nghiệm thử xem là cái khả năng và cái chất âm của nó cho ra như thế nào mọi người ha. Người đi làm tim em buồn vì những vết thương, tại sao lâu nay vẫn nát rồi, chỉ biết khóc cười vậy thôi. Nếu anh là em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần. Anh đi và xin.
số tim em giết chết yêu thương ở đây sẽ còn mãi nơi này. Hình dung một người thay đổi, anh yêu vội thế cứ thích bung lời trêu đùa, chẳng biết đâu thật đâu là ngọt ngào hay lừa dối. Đến bây giờ sau bên mình em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian. Đêm nay bận trong bên trái tim người sai lầm, đánh mất đi bản thân vì nhiều điều anh từng nói. Hãy giả vờ quên nãy giờ mình cũng đã có mình và mọi người chúng ta đã vừa nghe một cái bài nhạc đen rồi à, thì không biết mọi người chúng ta nghe chúng ta đánh giá như thế nào, cái áp lực của nó đánh như thế nào thì bây giờ thì mình sẽ mời mọi người chúng ta nghe thử một bài hát, và bây giờ mình sẽ ca thử để đánh giá xem là cái âm mix khi chúng ta hát nó cho ra như thế nào. Nói chung là đây là dòng loa karaoke mà, dòng loa ca mà, nên chúng ta phải tập trung vào, chúng ta quan trọng vào vấn đề là khi chúng ta ca là cái tiếng mic nó cho ra ok hay không, nó có rõ và sạch hay không mọi người ha. Mời mọi người chúng ta cùng nghe. Mưa vẫn mưa bay trên từng thác cổ, dài tèm mây thua mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa gieo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều người ngóng những chiếc mưa qua. Trên bước chân em mang thầm lá đồ, chợt hồn xanh mướt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sẽ không lại, nhớ mãi trong cơn đau vui. Làm sao có nhau hàng lần nỗi đau, bước chân em xin về bầu. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến trọng, làm sao em nhớ những vết chìm gì. Xin hãy cho mưa qua miền đất trồng, người phiêu lãng quên mình lãng du. Ok mọi người, thì nãy giờ mình đã có ca rồi, thì không biết mọi người chúng ta nghe chúng ta cảm nhận như thế nào. Còn khi mình thực chất, khi mình thực tế mình ca đấy thì mình thấy là những cái dòng này nó cho cái âm mix mọi người nghe rất là ấm và rất là mượt. Mượt hơn một chút so với dòng KBS. Thì dòng KBS hồi trước á, thì chắc mọi người chúng ta ai đã sử dụng rồi thì chúng ta sẽ biết được chất năng của dòng KBS. Thì cứ mỗi thằng nó sẽ có mỗi cái đặc trưng khác nhau đó. Nếu chúng ta mà muốn cái chất âm giọng mà sáng hơn một chút thì chúng ta có thể lựa chọn KBS. Còn chúng ta muốn trầm ấm hơn một xíu thì chúng ta có thể lựa chọn dòng KB. Thì nhà hàng cố tình là làm ra cứ một dòng sản phẩm nó sẽ có một chất âm khác nhau một chút để cho mọi người chúng ta lựa chọn theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Thì bây giờ clip mình phải tạm dừng tại đây, thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe, và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Chào mọi người ha.